Ok. Rồi bây giờ lớp 7 chúng ta có phòng thử không? Thử nha. Rồi chuẩn bị. Cái này là nháp nha. 1, 2, 3. Bắt đầu. Các bạn không dùng tay. Không dùng tay. Quý sai rồi. Dùng tay đỡ kìa. Mấy em còn có sự phối hợp chứ đi hai đứa này. Quay. Rồi nhắc lại nè, khi mà nghe hiệu lệnh là chúng ta sẽ vòng qua, thống nhất vòng qua bên trái nha. Nghe nè, để tránh cái sự va chạm của hai hàng á. Rồi mấy em sẽ đi vòng qua bên trái ở cái ghế đầu tiên, được chưa? Rồi ghế thứ hai vòng qua phải, ghế thứ ba vòng trái, ghế thứ tư vòng phải và cái ghế thứ năm vòng bên trái rồi mới đi thẳng nha. Nhắc lại không dùng tay nha, bỏ cái tay là sao? Ai mà dùng bóng bằng tay là thua nha. Dạ chưa, dùng tay bóng kỹ càng chưa? Cái này là bóng tay ra ghi lại cho đó nha. Ai chơi mạnh được là bỏ bóng quả cho lúc đó nha. Đúng rồi. 1, 2. Chiến nhân vĩnh thua kìa. Nè. Các bạn không dùng tay. Không dùng tay. Chiến thắng. Rớt nghe chồng nhóc chân.